kiểu kỳ vậy đấy. Đây. Từ từ. Từ từ, từ từ. Từ từ nhớ. Mấy bự vậy, mấy bữa bự dữ ta. Quy cho ăn gì mau lớn rồi cô bây. Phải anh không? Phải anh không? Phải rồi đó, phải anh của nó rồi đó. Mình chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Cái ngày mà mình đi chích ngừa mũi ba cho tụi nhỏ, những đứa mà mình đã cho rồi. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi thăm lại vàng nhỏ, vàng bự và tắn nhỏ. Tắn nhỏ bây giờ đã có một cái tên mới là bé bơ. Còn vàng bự và vàng nhỏ thì vẫn giữ nguyên cái tên cũ, hai cái tên mà anh Sen kêu tụi nó từ nhỏ tới lớn. Mình sẽ cùng với mọi người đi thăm vàng bự và vàng nhỏ trước nha. Bị được gặp vàng nhỏ và vàng bự rồi nha mọi người. Bây giờ thì sắp tới rồi. Đúng không? Hai chồng mình chắc là một cơn mưa bão tố rồi bạn. Anh trước chuyển mưa đi hôi luôn kìa. Đầu đại đây dễ câu. Cui chào đón mình kìa. Ủa hay gì vậy? Đừng xe đây mất không Cui, khỏi chạy vô. Mất không? Cũng hơi xui á. Gì rồi mãi. Bây giờ công an bắt đi dữ lắm. Nó chơi dữ vậy hả? Ra tới đây luôn hả? Đậu. Ờ thấy thấy vàng nhỏ rồi. Kê. Quang. Nó không nhớ mình ta. Quang. Ờ thấy rồi. Đây kê. Từ từ. Mấy bữa dữ ta. Cui cho ăn gì mau lớn rồi cô bây. Ăn gì mau lớn hả? Con kia cô bây bắt được nó không? Không, hồi nay đâu có ốm đâu. Cái cỡ này nó đâu có mập được. Cỡ này nó vậy à, chứ nó không có mập nữa. Quên tao mày. Con bự nhớ nè, con bự nó nhớ. Con kia cũng nhớ nè, mà nó nhát, nó giống con mẹ nó. Con hai con là đứt, hai con bị xích. Có thằng không chết luôn hả? Đúng rồi. Dữ vậy. Đây, nhỏ nhỏ. Đi vô tôi chích nè. Giờ sao không bắt được sao? Anh ba chích, tôi bắt con nhỏ này lại đây, anh ba chích nó. Đi. Cảm ơn anh. Em mình dí nó. Dưới chuột nó ghê luôn á. Dạ, cái bổn ở dưới đập mình nó lội, nó đào hang chuột nó bắt dữ lắm. 2.6 em. 2.6. Ở đây con bông nó có con gì anh tự? Tối nó ngủ tới đây là thấy con gì mà bự vậy nè. Hai con này cũng chè tôi giỡn mà. Thôi bốn con nó giỡn cài lại thôi. Mưa nữa rồi đó. Thôi không cắn em. Yeah.
Chưa? Không, ăn này không có làm gì á, nuôi con chích người dạy lỡ nó bị mấy con chó bệnh dạy đi nghe nó cắn cô quay chết rồi, muốn anh ba chích luôn cho bữa nay anh ba mình dưỡng thuốc muốn anh ba qua chích người dạy hai con này anh ba chích hai con bự luôn cho mà ai ôm hai con bự anh ba đâu dám ôm con đen vừa ôm được con rót bởi mẹ con rót sợ con ai chích được mấy con này dạ chưa chích con mới lấy thuốc là nãy giờ mới dụ lại bánh con đen nó thiệt còn kia nó sợ kêu bảo thảo lại kia có mẹ con được không? Vậy chín bữa nên ba qua chích luôn cho, chích hai con bự luôn cho. Tôi chích ông ba chích cho ông mỗi nè. Tôi chích ông quê. Rồi con mình bự lên đây chích nè. Đem biểu. Nhớ nào con nhỏ đó nó cứ lình lình ra. Anh nhờ bự luôn. Nhớ nào. Nhớ đâu mừng bận. Thấy cưng nha, gọi anh mừng mừng à. Nhớ con mà. Rồi, cũng chích ngừa bệnh cho nó, khỏi sợ bệnh như bạn rồi chưa. Còn cưng lo cho mấy ông còn chê hả? Đây. Bắt người nhỏ lên đi. Anh bắt đi anh. Đi bắt lại con. Chó á. Chó mà không phải chó á. Không dám bắt, không dám bắt mình. Đây. Chơi vô mũi nữa. Kẹp bé uống đi. Con chích giờ con chích như bác sĩ quy vậy, nguyên quầy gió tối ngày bệnh quạt con hướng để đi chích tốn tiền mà thì hai cuốn sổ hồi bữa đâu cô cho con hai cuốn sổ với kim viết cuốn sổ đó đang cái học bạ leo rồi đeo à leo rồi đeo rồi rét dạ tại nó rét á rét hết con này biểu ơi con này lùng lùng xương chứ ta biểu ơi đây con này giờ bữa chích thuốc dại luôn cho nó đợt hả? Cái nhà là con cho nuôi cái, nuôi cái cũng thành đợt rồi. Bây năm nay kinh doanh luôn có dữ rồi bây. Nhà con đâu cho nuôi cái rồi, con chi cái cũng thành đợt luôn rồi. Con kia đâu rồi? Đeo rồi, nằm tổng nấp rồi. Con cho cá nó chích rồi. Dạ, con cho nó không chích, nó bự rồi. Đang chó này con chưa chích người dài rồi. Rồi sao con mua nó chích rồi. Đợi nguyên liệu. Có chích gì đâu. Dạ hiểu không coi, sợ nhiều khi tới đi mà lộ mấy cái dạ nó chạy á, nghe rồi nó phập túng mấy cái này lay rồi vô rồi nó quào xuống cubi rồi nó lay được chạy á. Cực lắm. Nhiều khi cubi nó giỡn giỡn rồi nó quào túng nó lay chết rồi. Thế làm sao không chích luôn. Mà ai ôm được mà chứ. Quá rẻ luôn xăng rộng rãi. Nó chạy vòng vòng vòng. Cố. Để thêm nữa ông hai ông này tờ lấy nó đi dở. Vậy nó đi học giờ cỡ nó đi học giờ nó căng thẳng giờ nó có mấy chó giỡn đỡ buồn. Con đó cũng như nó rồi đó, đứa chó cũng như nó về có mấy chó mừng vậy mà đỡ. Hai con thấy 4 giờ chiều là cho ăn sáp không? Sớm rồi. Dạ. 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 Dạ
Cao con rồi, bữa đó là cao con rồi, giờ con nhà con luôn nhất rồi. Con mới bị tụt hai. Qua chích cho ngủi nữa. Bây giờ qua anh ba chở về bánh chơi ha. Chở cái này nè. Dạ. Rồi bây giờ là đi về nha mọi người. Ai qua thấy dàn bự và nhỏ đứa nào cũng mạnh khỏe hết là vui là mừng rồi. Bây giờ đi về rồi 7 bữa sau mình sẽ trở qua chích người dạy cho nó. Trở thêm một lần nữa rồi chích người dạy cho nó, rồi chắc là lần sau mình sẽ rước dàn bự về nhà chơi vài bữa. Rồi trở qua trả nha. Dàn bự thấy nó khờ thì con nghiệp, còn con dàn nhỏ nó lanh quá lanh. No. Trời ơi, hai anh em mà chạy dữ hen. Hen, chích ngừa nè. Đây đây. Bữa nay là mình sẽ đi chích ngừa tấn nhỏ nha mọi người. Gặp lại tấn nhỏ sau khoảng thời gian cho nó. Nay cũng cỡ mười mấy 20 ngày rồi. Thì bữa nay cũng là ngày chích ngừa của con Lily luôn nha. Lily thì chích một lượt với mấy đứa nhỏ đó. Lily cũng sẽ chích mũi 3. Đây là mũi 3 của Lily và mũi giáp năm của Linu. Linu thì tới 20 tháng 10 mới chích lần. 20 tháng 10 mới là giáp năm chích lại, nhưng mà bữa nay sẵn là chích chung ngày luôn. Chích trước mười mấy ngày cũng không sao cho người, chích sớm không sao. Đó. Giờ chích Lily hay Lily? Lily húi. Lily húi. Linu húi. Linu húi. Cái gì vậy? Hai mẹ con sao cắn nó? Cái nam cũng còn hiếp nhỏ nữa. Lily nó biết cái gì đâu mà ăn hiếp nó vậy nâu. Hả nâu? Hả nâu? Con nâu nó biết gì đâu. Anh ôm, anh cho anh ôm nâu xíu đi. Anh ôm nâu xíu đi. Thôi mà nâu. Nâu cho anh ôm nâu xíu nghe nâu. Rồi xong. Quýnh tao vậy? Quýnh tao đâu? Đau gì? Quýnh tao chỗ ta. Mất dịch. Lily ơi. Lily à, Lily, Lily hai mũi nha mọi người. Bữa nay sẽ là mũi thứ ba của Lily. Lily sợ. Không sợ. Gì đâu mà sợ. Con nằm ngửa vậy sao anh chích được? Hả? Nướng vậy đàng hoàng. Rồi, đứng vậy. Thôi tạm đây luôn. Rồi, đây ngồi mình anh luôn. Anh nu cười quá. No, ra chỗ khác anh chích em. Thôi. Nó im ơi, Ly nè. Ly im. Ra no. Nướng khác. Rồi xong rồi. Xong rồi. Anh em. Rồi à. Chích im ghe còn không la. Nó nhõng nhẽo cái họng nó dữ lắm nó la mà. À, cái này là sổ khám bệnh của Linu nè mọi người. Linu rồi nha, năm rồi chích 3 mũi. Dán tem đầy đủ. Mình chích nha, tại là mình tự chích mình ký tên cho tên bác sĩ vậy. Mình bị ảo tưởng sức mạnh luôn rồi. À, 20 tháng 10 2023 là chích mũi thứ 3. Rồi nay là 20 tháng 10 2024 là chích mũi giáp năm lại á, nhưng mà chưa tới ngày mình chích sớm luôn nha. Giờ mình sẽ tiếp tục mình dán vô đây. Mình dán vô đây rồi mình ghi ngày bữa nay chích. Rồi sang năm tiếp tục ngay ngày đó chích lại. Còn Lily nè mọi người. Lily là chích bữa đầu tiên là 21 tháng 8, mũi thứ hai là 12 tháng 9. Xong rồi hẹn lại là ngày 2 tháng 10 năm 2024 là chích lại, thì bữa nay là 3 tay tháng 10 mình chích nha. Mình sẽ chích ngày 3 tay hay 4 tay nè. Không nhớ nữa, nhưng mà hơn 1-2 ngày gì đó. Hôm qua 20 ngày là chích được rồi, bữa nay là chích mũi 3. Xong rồi tiếp tục hẹn tới ngày 3 tháng 10 năm sau thì tiếp tục chích giáp năm cho nó. Này là của Lily, Linu. Đó, đây là sở của nó. Hai đứa kia mình chích xong nó sợ nó bỏ chạy mất tiêu rồi cho mọi người. Còn đầu vàng nè. Đầu vàng chắc mua mũi chích bò chích nó. Bây giờ nó như con bò, như con heo rồi. Mọi người coi cái bình lưng của nó nè. Nó bự như cái gì á, bữa nay chắc nó 16, 17 kg luôn á. Nó đi đâu có nổi, nó đi ủng ma, ủng ỉnh đây nè. Rồi đứng dậy ra được bạn. Đứng dậy được bạn.
Muốn ăn mỉnh đi. Được không? Chị cũng hay rồi. Đi lên đéo. No 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 no. No 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 no. Nhanh nhau, nhanh nhau. Và đứa cuối cùng trong hành trình chích ngừa bữa nay là Tắn nhỏ, hay gọi chính xác bây giờ là bé Bơ. Cái gì? Chờ nguyên một ngày lên rồi, cái trời mưa tới cái rồi xong rồi. Quá tại giờ nó mới thả nó bắt đầu. Đi đặt lấy ra lỗi ra đâu. Nó thầy Long à. Thầy Long có tổ lông mới. Nó ra lông vàng này hả? Ừ, bên đây ra anh ra lông vàng. Đây lông vàng hả? Thôi, chạy anh bậy. Xe, xe cốt. Giữ. Anh giữ. Quậy dữ lắm hả vậy? Giữ giận. Đâu có cười. Trời ơi, đáy gì đâu, đáy đâu, đáy quậy vậy ta. Hồi đó con bò cũng vậy. Tao nhận đất bên mình mấy. Đáy không còn chỉ ra. Con bò nó coi nó cũng đáy. Hủi. Phải anh không? Phải anh không? Phải rồi đó, phải anh của nó rồi đó. Phải nó nhà với chú vậy đó ta. Ông nằm dẫm nữa lên khó lắm. Trời ơi, trùm lắm. Ông đi chầu về chắc mừng dữ lắm rồi vậy. Ôi chú rồi vậy. Trời ơi, sao không ăn sao? Bữa ông lấy cái kem mà chờ cái kem mà nó dành trời rồi coi ông địa ơi, thôi thích ăn kem với ăn vua. Chú. Trời đó. Ơi. Ừ. Tí sợ hư. Qua con cũng mới đi chích hai con kia chung bày nó bên bà ti á, xong em con bển á. Rồi. Chạy bển về xong rồi mưa rồi. Nó rồi mưa quá trời mưa luôn rồi chắc không vô rồi. Đó không 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 có cọc nó sáng giờ là mình mấy nó phải vậy đâu. Nó vùi nó muốn mấy đất bên đây nè, nó đào hầm ở bạch nó vùi chứ. Nghe con đệ con vô rồi con gì mấy em không dám thả nó đi. Thả ra lên một mình nó giờ phải vậy đó. Nè trỏ mèo mặt mày giữ ta hình công tử ở trên mạng ta kêu nó là công tử tập quá. Gì hãy có coi không? Chưa gì thì không ra đâu coi. Để coi liếc gì hãy đọc bình luận ra kia đó là công tử thật quá. Công tử à. Quá thì cưng mà. Thôi chích là sản thuốc chích nè. Chích. Đi nhà bữa rảnh vô chở đi biển chơi. Ừ. Là chị nữa ha. Chị nữa ta ơi, hay gì đó. Là chị gặp chị không? Chị không? Chích thuốc rồi chuẩn bị chích này là é é nữa. Ngoài không à, ôi rớt gì tha đó. Rớt gì tha đó. Nó bị tăng động rồi, con này nó bị tăng động hơn hai con kia rồi. Tăng động nặng luôn rồi đó. Sợ nó luôn, đó. Là chị đợi em. Thôi giữ. Gì hả? Bây giờ nhớ giữ vậy hả? Rơi nè. Thông minh chứ nè. Hả? Đi xuống chợ thăm mẹ không? Có khi nào đánh con chợ nó chuẩn bị. Giờ bây giờ giờ con chích rồi con ngừa không có tắm một tuần. Rồi không uống sữa luôn gì. Không tắm, không uống sữa với không cho ăn đồ tanh. Rồi xong. Đau rồi. Đau gì? Thôi nhớ con hay, thôi nhớ. Còn hai con hai kia con cũng cho mà con nhớ nhiều con không. Không nhớ. Nó cũng nhớ mà nó mừng hơi hơi rồi chứ nó không mừng như con này. Ấy giờ được vậy cái đấy. Sao nó giống ốm mà hả mẹ nó đâu có tại đi chứ này. Với cỡ này nó không mập được. Rồi nó qua cỡ này nó đang lớn, qua cỡ này nó mập. Chị thì cho con mượn cái cuốn sổ hồi bữa với cây viết. Con dán này cho nó học bạ của nó. Đứa này cũng có một cái học bạ. Chừng nào cho nó uống thuốc sợ lãi không?
trước sau lãi con sổ rồi, vì chắc 3-4 tháng rồi mới uống nữa. Sổ lãi nó 2 lần rồi. Mấy bố nó lên là nó chạy nó lộn, còn chạy bên đất kia. Giờ cử tắm rồi, đâu có tắm được. Cái này tính vô mà có thôi để lâu lâu rồi vô thử coi nó nhớ con không. Nó vô con chả nó đi biển chơi đó, con nhắn vậy đó mà thôi để lâu lâu đi. Lâu rồi vô sẵn chích ngựa rồi, coi nó nhớ không, ai ngờ nó nhớ dữ. Rồi đi gì làm nước hai đứa. Mình vô ra đưa vậy bây giờ, chú. Tao ăn đó mày ăn. Thôi thấy là ghê tại. Ghê nó chết luôn á. Coi cho nó kìa, đó. Dưới cái con nó trên nha. Để tao ăn nó mày ăn. Quá trời ơi. Trời. Thôi. Rồi, dẹp cuốn này để dành. Để chừng nào có khi nào ăn thì chừa ta ăn nha. Không ăn hết nha. Con sợ cho. Dạ. Nói chung nhớ bày. Chừa nha. Trời ơi. Nè bà lỡ bà đút cho nó ăn đi. Đây để con cho nó ăn. Nó mê lắm. Ừ. Vâng. Cho ăn nào bà. Qua luôn. Đi qua đây. Bơ ở đây. Để lên. Rồi đẻ chứ ta phải ăn kem. Ăn kem vô là vô đó. Vô đó. Vậy là sướng rồi mấy con với đập rồi. Mấy con với đập rồi chỉ có kem ăn. Chai là không hết. Trời ơi dữ chai nó không có tự thứ gì hết. Rồi còn chai nữa con. Ăn chả chai nè, ăn sườn non chai. Thôi hết phương nó luôn rồi. Không còn gì nữa. Quá là sướng quá. Nó giống con bò xưa y răng, đồ chai của chú là nó nhiều. Tối ngày nó mê phải tay nữa chứ. Nó mê chiên. Giờ nó quá thì sướng rồi. Không được lội thôi chứ sướng, đồ ăn uống này kia thoải mái, ngon lành. Đánh cho nó có con lên cái chợ đi bữa giờ bữa. Dạ. Tập lội để nó uống. Chứ cho nó gặp mẹ nó rồi. Cha mẹ nó. Trời ơi, ăn dữ rồi trời, nó thèm rồi tao ăn chung luôn được không? Ăn nhớ chừa nha. Không có sợ lạnh thôi nha. Trời ơi, liếm nha. Rồi liếm kem đây. Rồi. Rồi thì chứ. Nè, cua da này nó phải. Cái này sợ cái là rồi. Để dạ. Cho nó ăn kem được rồi chú ơi, để ăn cái đó. Để cho nó ăn từ từ. Nay tổ màu đốm rồi, bữa dắt con chở về nó đâu có đốm dữ hay không? Không có nhiều mà nó vậy đó. Bữa đốm có 2 cái lỗ tai vàng à. Bữa nay bông vàng 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 như mình cũng như con gần cái lông vàng nó mạnh hơn con gần. Cái lông vàng là màu của mẹ nó. Mà cái màu này lạ nè, màu này ít. Không có dám thả ra gì đi gì đâu thả ra. Thả ra chút mà nhìn nó con nó ra lỗ, nó ra lỗ rồi. Không có đất bả thương ra lỗ. Ta chó tắn đốm đen còn ổng ra chó tắn đốm vàng hổ. Này gì chắc bự bự chút nó gì tiền sản nó khỏi đi. Con bò đó có tiền sản không vậy? Không. Bò đó nó có đi đâu đâu. Nó không đi đâu. Bò nó cũng ra lội đó. Còn rồi. Bị dưỡng rồi. Nè ăn này không? Kìa. Ăn bê kem này. Ê xuống một luôn. Cái gì cũng ăn tôi ăn bánh xì nách tôi nữa dữ thiệt. Ý phẩm nó tập với thằng mình ăn dữ gì. Hai cái này bắt cái nào? Ăn cái đó. Ăn cái đó. Rồi nó ăn hết cái kem rồi để nó tan nè. Hết cái kem rồi, nè lấy nó sạch đi. Nó dễ thương quá, dễ thương. Ê, nó nằm nó leo lên mùng. Rồi, ở mũi đang thấy thương quá mà nó không có chịu gì nó lông. Mà tại cái mền cho nó không nằm đó con. Nó ra ngoài nó nằm vậy đó. Mấy con này nó lông nó dài, nó không có lạnh rồi, nó không có chịu nào, nó nằm dưới đất. Cái bụng của nó đó. Nó nằm ngửa ra bắt đầu có khi nó rỡ mình nằm ngửa ra rồi mũi sáng nào quen mũi nó cắn máu á. Chừng nào mà dì Hỷ thấy nó nằm mà nó co tay chân lại giúp nó mới lạnh, còn nó nằm nó cứ bành la rồi nó không lạnh. Cứ để cho nó nằm thoải mái. Nằm sắp phải giờ thẳng ra bú. Rồi lại lại xem đi. Đó. Đi đây. Đây nó ôm chút xíu à. Đây. Không đái nữa nghe. Không đái nữa không? Đái hoài. Ok em ơi. Quá thì sướng mà. Công tử tập quá. Ngắn, nay lên con đăng clip con nhắn nó tự nó vô nó coi rồi.
mập nhỏ nó nhắn tin con tối ngày vậy thế ơi. Cây kem là nó dứt sạch luôn. Làm cây nữa không con? Đừng nói mày làm chục cây kem nha. Vậy bán khỏi lời luôn. Hết lời nổi với mày luôn. Giới luôn á, ăn chục cây kem luôn. Cho nó ăn sớm rồi đó. Khác rõ rõ nó bụng, nó đi đồng này, nó đi đồng kia. Rồi, thôi rồi. Còn miếng ráng cho hết đi bộ. Giờ mày liếm rồi sao tao ăn được? Nè. Ăn đủ thứ hết tao trời. Mà cái bụng cũng đớm nè, mình mấy đớm không à. Nè ăn hết cái kem đi. Biết sao mới biết anh ta phải ăn này không? Tối giờ nó bụng quá. Chúng ra tôi lấy cái bịch chú ăn. Đứng ngồi ăn với anh ta đi theo anh ta ngồi ta dòm. Dòm rồi anh ta mắt nhào chồm tới. Để đưa anh ta ăn miếng cái rồi anh ta ăn được rồi anh ta phái anh ta dành luôn. Nãy giờ anh dành luôn. Kiểu nằm của nó mà nhỏ của ẩm, nó nhỏ lớn ẩm kiểu này không. Mình ghét cái mỏ vậy đó. Quá rụng lòng quá. Nó đang hơi lòng. Ổng lên thì ổng không nằm là nó chạy lên liền, phóng lên rồi nằm toàn lò trong đó luôn vậy đó, chịu không? Này dì Thủy muốn nó bớt cũng công mỡ heo á, thắng mỡ heo ấy cơm trộn nó ăn nó lông nó mượt mà nó đỡ rụng quá dì Thủy. Vậy chứ vậy khỏi sợ cho nó mỡ xe phết rồi con, nên sợ nó dậy mơ gì sao này mà giờ chưa mỡ được mới chích ngừa cho ăn thật phải không? Dạ. Rồi sạch cái kem thành quả của bé bơ không còn gì nè, còn miếng liếm luôn bé bơ. Cái gì vậy, gì nhảy nhảy lên nè ha. Ôm rồi từng sau xuống chích người dạy rồi ôi, từng sau xuống rước rồi đem xuống trời chích người dạy luôn. Rồi từng sau chích người dạy cho nó chạy, sợ chạy tới chạy lui rồi mấy cái dạy cắn nó quào túng nguy hiểm. Dạ. Chứ nhiều khi ở nhà nó giỡn với chú với gì nè, sợ cái lỡ bị dính mầm bệnh nó nguy hiểm. Chích người dạy cho nó chắc cú có quào tay tay chân là chưa dính nó sợ. Thôi ông ơi. Ăn làm nhiều rồi. Nguyên cái kem rồi. Tại đây dì với chú cưng á, mỗi lần ăn gì nó đòi nó quen rồi. Dì ăn gì nó cũng đòi á. Vậy em cho nó la, con nghĩ đi nó la, nó tới một chuyện nó luôn á. Dạ được rồi chú ơi. Dạ từ giờ đón về nhà không con? Dạ giờ con đi, chở vợ con về, tả này con đi chòi. Cầu sắt á. Trời ơi thiệt quá. Trời ơi mới ăn gần nữa hả nè. Không có nữa nha Phương. Đó. Khi bắt tay là biến dữ rồi. Nè. Tập bắt tay được rồi thằng mày bắt tay là biến. Số của con là con hai số rồi vậy. Dạ. Dạ. Có ăn gì đâu đợi mày. Rồi là nó leo lên mình. Trời. Quá thì đã không. Thường mấy con chó mà ở mình nó kén ăn lắm mà con này nó ở mình mà nó chịu ăn. Mới ăn được đợt từng tại sao con mới từng đầu nó không ăn nhiều á. Đi con mèo vậy đó. Đi ăn con mèo luôn rồi, mèo đi khỏi nhà luôn rồi. Nó đuổi con mèo đi luôn. Ừ. Nó giết mèo hay gì vậy? Thôi mèo thấy nó sợ, vô. Mèo tán cho người ta ăn cái, người ta la cái cẳng người ta. Tán túng cái mỏ mà người ta la cái đau cái cẳng. Ừ. Rồi đưa nó lựa đi. La tối ngày luôn rồi. Bánh đi con, bánh đi con. Dạ. Dạ. Dính nó ghé chơi chút xíu rồi. Buổi sáng thì ra đây chứ buổi chiều bắt đầu con biết nó đâu, nó mình nó có đó. Đầu hộp bệnh nó nằm bệnh á. Mát lên á. Mốt nhãn có tay cho nó qua thấy nhãn rồi cái gì. Đi nhãn. Con đi qua bệnh nó nhãn cho tụi nó ăn. Dạ thôi được rồi, nhãn nhà tỉnh con mấy cây á. Chừng 5 bữa nữa xuống chở đi chòi xong rồi đợi tới 7 bữa con chích người dạy cho nó. Rồi con chích xong rồi con chở trở về đây. Về thăm mẹ đi. Dạ cho về thăm mẹ nó. Thăm mày anh chị đi. Đây. Okay. Rồi, hai. Rồi. Quá trời. Quá quá trời. Thử nó dài. Dạ. Rồi, yeah. Bye bye các bạn. Cứ sao không thấy nó bơ vậy mà sao không vui được. Nó bơ nó còn sướng hơn bạn nhỏ với bạn bự nữa. Nó bơ nó đúng sướng luôn, đúng là công tử thật quá. Giữ nè. Ngày bữa 5 bữa nữa mình sẽ xuống đây mình chở nó về đập chơi cho mọi người. Cho nó thăm lại gia đình của nó rồi ở dưới đợi tới 7 bữa chích người dạy xong rồi chở nó về.